Xin chào tất cả anh em, rất vui gặp lại anh em. Anh em đang xem video trên channel LVT Official. Thì mình tiếp tục, mình sẽ qua cho anh em xem một trận tranh giải 3-4 tại giải Võ Lâm Minh Chủ server Hành Sơn Võ Công Truyền Kỳ chấm nét nha em. Server đồ tím, hoạt động 2 ạc. Thì hôm nay là sẽ cái kèo đường môn và Nga Mi nha anh em ạ. Ở vòng thứ nhất thì mình không quay, vòng thứ mốt thì đường môn thắng nha anh em. Thì bây giờ chúng ta coi lại đồ anh em ạ. Đường môn, mình tắt cái camera anh em. Đường môn mang cái nỏ tốc 30, tục sát ngoại công 33 điểm nha anh em. Mang cái nón khán lồi 30, áo phục hồi 40-24, khá là ngon anh em ạ. Dây chuyền khán tất cả 7, trang hỏa 10, đai lưng hệ kim, bao tay thổ nha anh em, 23-30, nhẫn làm chậm 20. Nếu anh em đã từng xem các trận đấu của Kinh Kha thì anh em coi đồ rồi, hôm nay mình giới thiệu lại anh em ạ. Những hệ kim tại server này đồ rất hiếm anh em. Server Hành Sơn Võ Công Truyền Kỳ chấm net đồ rất hiếm, nên chúng ta sẽ thấy đường môn không mang máu phòng thủ vật lý nào anh em ạ. Tại vì server này đồ phòng thủ vật lý rất là hiếm, nên là Kinh Kha mang đến đồ những món đồ xanh như vậy thôi. Cảm giác như anh em sẽ rất là cùi anh em. Nhưng đi tới vòng tranh giải 3-4 ngày hôm nay thì chúng ta thấy Kinh Kha đã vượt qua biết bao nhiêu cầu thủ. Và bây giờ chúng ta thấy Nga Mi anh em. Nga Mi thì mang cái bổng làm chậm 30, nóng phòng thủ lý 16. Đồ Nga Mi thì có vẻ VIP hơn anh em ạ. Áo phục hồi 40, dây chuyền khán tất cả 16, đai lưng kháng băng, bao tay 15-30, khá là ngon anh em. Bao tay khá là ngon anh em ạ. Nhận kháng lôi 30, nhận kháng băng 21, chúng độc 20 nha anh em. Như vậy là đồ làm chậm 40 anh em ạ. Ngọc bội làm chậm 40. Đồ của Nga Mi ngon lắm anh em ạ. Nếu anh em nào đó, anh em có thể thấy đai lưng 25-20. Nếu anh em là từng coi những trận của NTT Melody ở các vòng tứ kết, bán kết thì chúng ta là coi đồ rồi anh em. Hôm nay mình coi lại thôi. Giày 29-24. Ở hiệp 1 thì đường môn là giành chiến thắng anh em ạ. Và bây giờ là hiệp đấu thứ 2 anh em ạ. Hiệp đấu thứ hai này không biết là đường môn có thắng không anh em. Hiệp đấu một thì mình quay lại không được, nên là chúng ta sẽ chứng kiến hiệp đấu thứ hai anh em ạ. Kiến đại thôi, chứ mà ở giai đoạn này Nga Mi sẽ cũng khó lòng đánh thắng được đường môn đó anh em. Tại đường môn giai đoạn này đánh rất là ghê nè. Nỏ 30-33, áo 40-24, cấp 7. Khi mà đường môn mang tới một món kháng băng 23, đại lưng kháng băng 25 nữa thì thôi, đại lưng kháng độc, khi mang ngọc bồi bao tay kháng băng thế đó thì thôi. Chúng ta xem thử thì Nga Mi có thể chịu nổi hiệp đấu thứ hai không anh em. Đang đánh thì ra địa võng anh em ạ. Có nghĩa như Nga Mi không tam đốc đội chạy nè, không tam đốc đội chạy nè. Đường môn đánh rất là thấm nè. Nếu không Nga Mi không tam đốc đội chạy là vẫn dính thiên la địa võng anh em ạ. Đại con người tốc xương tốc độ chạy rất là chậm anh em. Nếu chạy này nếu chạy cái này tí thôi chết đi lực. Không được rồi, Nga Mi đánh kiểu này không được anh em ạ. Đánh kiểu này là không được rồi. Nếu chạy này tí nữa hết thời lực thì sao đánh. Rồi, xin đánh này nha. Vãi luôn anh em. Vãi, Nga Mi quay đầu tư luôn anh em ạ. Chết.
Vì sơ hở một cái là chết anh em ạ. Có vẻ tiếng hơi ồn nên chúng ta thôi coi. Vậy cứ đơ là chết rồi. Đơ chết 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 hết thể lực là chết. 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 À vậy mà chưa chết anh em. Chắc nhồi máu cũng hơi nhiều anh em ạ. Mấy tình hình này Nga Mi khó lòng có thể ăn nổi anh em ạ. Không thể nào ăn nổi được đường môn nè. Khó lắm anh em ạ. Vỡ một đường môn mang nỏ tôi đánh 30 thôi. Và mang hai món kháng băng lận thì Nga Mi đánh cũng không bao giờ thấm bao nhiêu anh em ạ. Chúng ta thấy Nga Mi cũng cố gắng đang chịu đựng nổi rất là nhiều. Đang cố gắng chịu đựng nổi anh em. Thật sự mà Nga Mi tốc độ chạy quá kém anh em. Không thể nào lắp qua nổi anh em. Nếu mà đứng yên mà chỉ có chết thôi. Ở hiệp đấu thứ nhất thì Đường Môn đã giành chiến thắng 1-0 nhé nè. Và chúng ta xem thử hiệp đấu này thì Nga Mi có thắng được không anh em. Thật sự là khó thắng anh em. Kèo 3-4 này cũng khá là chênh lệch anh em. Không có ngàn tài ngàn sức được anh em ạ. Hiện tại thì hai cặp đấu này mới khoảng 9x nè. NTT chắc khoảng 10x. Kinh Kha chắc khoảng 9x thôi anh em ạ. Nói chung chênh lệch vài cấp thôi anh em. Đồ đạc thì NTT có vẻ VIP hơn. Nhưng tốc độ chạy của Nga Mi hơi kém anh em ạ. Và phòng thủ vật lý cũng hơi ít. Nếu mà khi có kêu phổ độ khánh tất cả cao một tí thì Nga Mi có thể thắng được anh em. Nhưng ở giai đoạn này thì khó lòng mà thắng anh em. Khi đồ phòng thủ lý rất là ít và tốc độ chạy rất là chậm nên có việc né đam rất là khó anh em. 3 phút rồi anh em. 3 phút rồi chưa qua anh em. Là gió này bị đơ anh em. Nhiều ạc mình bị ngủ đông anh em. Nên là anh em có bị gián đoạn trong giây lát. Nga Mi chịu được 3 phút rồi em. Chịu được 3 phút rồi em. Khá là ghê rồi em. Chúng ta có thể đường môn đánh Thiên La Địa Võng khá là tốt anh em. Nếu mà Bảo Vũ không dính thì dùng Thiên La Địa Võng anh em. Lung chuyển kêu rất là hay. Hồi xưa mình đánh đường môn cũng hay dùng cái này lắm anh em. Thiên La Địa Võng bắt dính lại đường môn xoáy. Để đừng Thiên La Địa Võng mà kêu dí anh em ạ. Chiêu 6x. 2 phút 20 giây nữa anh em ạ. Xong trận này mình sẽ quay cho anh em trận chung kết nha. Anh em nhớ bấm like và theo dõi nhận xét về trận đấu này và dự đoán coi Nga Mi chịu được nổi anh em. Khá toàn. Đơn cũng này chỉ có toàn. Nói vậy mà chưa toàn nữa nè. Tuy nhiên Nga Mi cũng khá là trâu anh em ạ. Đó thế anh em. Như vậy chúng ta thấy thì Kinh Kha bị đánh trúng 57k. NTT đánh trúng gấp đôi luôn, 102k. Anh em có thể cài một cách biệt quá lớn anh em ạ. Thôi như vậy thì xin chúc mừng Kinh Kha được giải 3 nhé anh em. Còn xin chia buồn cho NTT Nga Mi. Ở bán kết thì anh gặp Colum Set và bây giờ anh gặp Đường Môn. Và như vậy anh được một giải 4, giải khuyến khích anh em ạ. Kinh Kha để bán kết gặp Thiên Vương Truy rất là tội nghiệp, nhưng ở trang nhân bả tư thì gặp một đối thủ Nga Mi nhẹ ký hơn. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé. Chúng ta bắt đầu quay qua giải trận chung kết như này. Chúng ta bắt đầu quay qua trận chung kết này. Đây. Như vậy đây là trận chung kết giữa Colum Set và Thiên Vương Truy nha anh em. Nếu anh em đã từng xem các video trên kênh của mình rồi thì anh em có thể biết đồ đạc của hai cao thủ Colum Set Ma Tặc và Hạo Thiên KK. Ma Tặc thì chứng tỏ một Colum Set BK rất là hay thì đã vượt qua Thiếu Lâm Đặc Ma, một Thiên Vương Truy 9x. Ở trận đấu hôm nay chúng ta sẽ gặp một Thiên Vương Truy VIP hơn 10x anh em. Khi mình chuyện này thì đồ VIP hơn. Và chúng ta thử xem như thế nào. Mang phi tiêu. Colum Set mang phi tiêu làm chậm 40 nè.
nón 1930. Cầu thủ 1930 cũng khá là ngon, khá là đẹp anh em. Áo phục hồi 40. Di chuyển thế cả 8 hệ mộc. Bao tay kim phong phòng thủ lý 5. Nhận khăn lôi 15. 107. Nhận làm chậm 30 sinh lực 102. Ngọc bội là khăn lôi sinh lực đai lưng sinh lực 132 làm chậm 30. Và đôi giày tốc 19-31 và khăn lôi 17. Như vậy thì mang trên người ma tạc mang trên người 19-5 phòng thủ lý anh em ạ. Và bây giờ chúng ta coi đồ của Hạo Thiên KK nha. Trùy băng sắc 73 điểm. Nón kháng hỏa 25, đẹp trai. Áo đều tím mắt ọc 40. Di chuyển cả 12, vào tay 25-30, nhận 25. Nhận khăn lôi 30, mã đồ khá là VIP anh em ạ. Khăn hỏa 23. Đai lưng khăn lôi 30. Đôi giày tốc độ chỉ 40 anh em. Như vậy về đồ của Hạo Thiên KK khá là VIP, VIP hơn nhiều cái cao thủ Thiên Vương Bang kia nha anh em. Chúng ta cùng xem thử em. Ma tạc ngày hôm nay với lối đánh cổ cũng như có thể chịu đựng nổi được mấy trì của Hạo Thiên KK anh em ạ. Chúng ta có thể thấy thì Ma tạc vẫn một lối đánh cũ anh em. Vẫn chiêu bút máu mana. Nhưng hôm nay Hạo Thiên KK với một đôi giày tốc độ di chuyển 40 nè. Khá là cơ động anh em. Thì Hạo Thiên KK với cao thủ TCQ Gaming thì cầm mặt nha anh em. Xong, chưa xong anh em. Nói chung là đồ của ma tạc hơi yếu anh em. Nếu mà phòng thủ lý cao hơn một tí nữa thì khả năng mình tin nó sẽ chịu đam nổi nè. Chứ đồ này thì khả năng chịu đam cũng không thể nào chịu đam nổi đâu anh em ạ. Nếu mà không may dính vào góc là chỉ có toang thôi. Nếu thì ma tặc mà chạy đúng góc là chỉ có toang thôi anh em ạ. Bây giờ chúng ta có thể thấy thì ma tặc đang bị đánh trúng rất là nhiều. Chết chồng. Chúng ta có thể thấy thì Vương Ba lại canh góc chọn rất là hay anh em. Như vậy thì ma tặc bị đánh trúng 10k7 và Hạo Thiên KK cũng 1k5 anh em. Chúng ta có thể thấy một cầu thủ BK khá là hay đến Thiên Vương Trùy Hạo Thiên KK anh em ạ. Mặc dù ma tạc BK cũng rất là hay nhưng mình chỉ lượng đam mà mình chịu được không nổi anh em. Độ đạt của mình chịu không nổi anh em ạ. Nếu mà ma tạc 12x thì khó chịu chịu 12x của con luôn. Có độ VIP hơn nữa khả năng trận này khá là đáng xem anh em ạ. Nhưng đây ở đang giai đoạn 90x anh em. Mình không biết ma tạc cấp bao nhiêu nhưng Hạo Thiên ba Hạo Thiên ca là cấp 1 Thiên Vương 3 khoảng 10x anh em ạ. Nói chung đồ ma tạc ở giai đoạn này cũng khá là ngon rồi nhưng không thể nào chịu nổi được cặp truy băng sắc 73 của Hạo Thiên này anh em. Hạo Thiên gõ rất là thấm anh em. Chỉ cần 2x thôi là ma tạc toàn anh em ạ. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị tiếp theo chứng kiến hiệp thứ hai anh em của trận chung kết. Hôm nay là trận chung kết giải với Lâm Minh Chủ server Hành Sơn, server đồ tím anh em. Hôm nay là trận chung kết anh em ạ, giữa Colon Set và Hạo Thiên KK. Thì ở trận bán kết chúng ta thấy thì nếu mà anh em đã từng xem các trận của ma tạc thì chúng ta thấy một lối đánh BK khá là hay khi mà gặp các đối thủ Thiên Vương Bang tốt liên đấu rồi gặp Thiếu Lâm Đặc Ma đều giành thắng lợi anh em. Còn cái trận bán kết gặp Nga Mi thì nó là kỳ hệ quá rồi anh em ạ. Hạo Thiên KK cũng vượt biết bao nhiêu cầu thủ anh em để có thể góp mặt ở trận chung kết ngày hôm nay anh em ạ. Và chúng ta xem thử ngày hôm nay thì Hạo Thiên KK có giành được chức quán quân hay không anh em. Chúng ta cùng xem thử như này. Ngày hôm đó thì mình bận việc thì nên mình không có quay lại trực tiếp được, mình phải quay lại mà hôm nay mình mới bình luận anh em ạ. Mong tất cả anh em thông cảm nhé. Tại vì công việc của mình thì có ngày bận ngày không bận nên là anh em thông cảm, cũng cố gắng quay lại cho anh em xem một trận chung kết
giải Võ Lâm Minh Chủ server Hành Sơn. Chúng ta được chứng kiến một trận đấu giữa Colosset và Thiên Vương Truy nè. Hạo Thiên Kaka, một arc mà mình đã từng review cho anh em xem ở trong các series review các cao thủ Võ Lâm anh em ạ. Thì Hạo Thiên Kaka đang mong cho mình một set đồ mà gọi rất là VIP anh em tại server Hành Sơn Võ Công Truyền Kỳ chấm nét. Như vậy chúng ta cũng đợi một phút nữa anh em. Như vậy là cao thủ Ma Tặc đã vào rồi anh em ạ. Chúng ta xem thử thì ở hiệp đấu thứ hai này Ma Tặc có được có trụ nổi được khoảng 2 hit không. Cái hiệp đấu thứ nhất thì mình thấy bị dính góc và không thể nào mà thoát ra được anh em ạ. Với lại băng sát 73 của Hạo Thiên khá là rác anh em. Cặp trì khá là rác anh em ạ. Ở trận đấu thì mình băng trước thì Ma Tặc gặp đối thủ trì khá là băng sát khá là ít. Với lại cấp cũng không cao bằng Hạo Thiên Kaka nên lực tay có lẽ là không bằng Hạo Thiên. Nhưng hôm nay thì Hạo Thiên với đồ đẳng cấp của mình chắc có lẽ dễ đánh hơn à. Dễ chiến thắng Ma Tặc hơn anh em ạ. Dễ chiến thắng hơn anh em ạ. Chờ trận trước thì Thiên Vương Bang có thể không thể kết liễu được Ma Tặc, nhưng trận này khả năng với một hai hit của mình là có thể kết liễu được Ma Tặc. Như chúng ta thấy ở hiệp đầu như này, ở hiệp đầu thì chúng ta thấy Ma Tặc chịu quá, chưa tới hai cặp trì đúng ngay góc chết rồi anh em ạ. Xem thử Ma Tặc sẽ di chuyển như thế nào anh em. Chết hên quá, may mà chó bắt choán được anh em, không bắt choán được là chỉ có chết thôi. Bắt choán mà hụt cái là chỉ có toan anh em, bắt choán được một thì nó toan anh em. Chết. Hay quá Ma Tặc ơi. Mở một lối đánh rất là huyền thoại mang tên tuổi Ma Tặc anh em ạ. Cố lên Ma Tặc ơi. Khi mà Colosseum đang nằm ở kèo dưới anh em ạ. Một phút là chưa qua anh em ạ. Cố gắng chết tí chết em. Chúng ta thấy máu tụt em, chúng ta có thể thấy máu của Ma Tặc khi mà chịu đúng một cái đam chết. Một tí nữa mình cảm giác như Thiên Vương Bang lướt tới là Ma Tặc chịu một chùy là cảm thấy máu đỏ anh em ạ. Ma Tặc đang cố gắng di chuyển rất là hay. Nhưng khi Thiên Vương Bang cũng đang chứng tỏ mình BK khá là hay anh em, khi mà chặn đầu lướt tới chặn đầu anh em. Một phút 40 giây này. Chúng ta có thể Hạo Thiên đánh chặn đầu rất là hay anh em. Lướt chặn đầu không anh em ạ. Đôi đánh khá là hay anh em. Hạo Thiên KK với cái đôi giày tốc độ di chuyển 40 đang khá là lợi thế anh em ạ. Khá là thế hơn các Thiên Vương Bang khác. Chúng ta có thể thấy lướt rất nhanh. Ma Tặc chưa dám xuống ngựa nữa anh em ạ. Điều này mà Colosseum xuống người mình bỏ chúng cái chỉ nước toan thôi nè. Gần 3 phút đã trôi qua nè. Hạo Thiên đang cố gắng lướt cái đồ hùng thích để cố gắng chặn đầu được Ma Tặc. Ba phút 20 giây anh em ạ.
Tiếp hợp thì NK đang cố gắng đợi đợi ma tạc súng nữa anh em ạ. À, hiệp đó thứ hai ma tạc di chuyển tốt hơn anh em, không bị thiên mang bắt dính anh em ạ. Ba phút là chưa qua anh em. Mà ta chỉ cần sơ hở một cái thôi anh em, sơ hở một cái là một cặp chì cho người liền. Chết nè, trời ơi, chưa tí này chết nè. Hai phút 40 giây nè ạ. Chết, vô góc rồi, chết chết. Một tí nữa má nhìn pha đường góc này ớn lắm nè. Góc hai rồi nè. Đây, chúng ta thấy Hạo Thiên Kaka chặn góc hai rồi nè. Hai phút 20 giây nè, khá là chở nè. Rất là hồi hộp anh em ạ. Tại vì ma tạc mà cố gắng chi chín một đam thôi, chỉ bật ngựa thôi. À, ma tạc đang làm một cái điều mà nhiều cao thủ cũng là xếp để há hốc mồm anh em ạ. 2 phút nữa thôi, ma tạc rồi. À, sơ hở phút này chết. Chết thế này nè. Chúng ta có thể thấy mặc dù đánh 2-5 phút nhưng mà phút cuối không thể nào anh em thấy. Khi mà bắt dính được ma tạc thì Hội Hào Thiên Ngân Ca lướt tới một cái và canh góc, đánh vào góc 5 giờ anh em ạ. Chúng ta có thể thấy đúng không anh em. Ma tạc đánh trúng 16k và Hàng Hậu Tiêu đánh trúng 0 điểm anh em. Anh em thấy thế kinh khủng anh em. Rất là khó ăn anh em ạ. Rất là khó cho ma tạc anh em. Chúng ta có thể coi cái này để có anh em có thể tua lại khúc vừa rồi. Tua lại khúc vừa rồi thì anh em thấy thì khi mà bắt dính được ma tạc thì Hào Thiên Ca đã lướt thêm một cái anh em. Lướt thêm một cái để lấy góc anh em ạ. Là khi ma tạc dính vào góc đam x2 thì đã bật ngựa anh em. Chúng ta có thể thấy anh em có thể tua lại khúc đó anh em xem nhé. Và bây giờ là hiệp đấu thứ ba anh em ạ. Khả năng là thua trắng anh em ạ. Thì tôi trắng anh em. Khi mà thấy chúng ta thấy thì ma tạc đã cố gắng chạy đến 5 phút em. Gần 5 phút nhưng chỉ một phút sơ hở thôi anh em. Khi mà bị bắt dính là toàn với Thi Vương Truyền liền anh em ạ. Để chúng ta thử xem thử ma tạc hiệp đấu thứ ba này có đánh không anh em ạ. Hiện tại thì mình cũng hiệp đấu thứ ba chuẩn bị bắt đầu anh em ạ. Không biết là hiệp đấu thứ ba thì ma tạc sẽ có cách nào anh em. Khi mà hiệp đấu thứ hai ma tạc đã dùng hết cách của mình rồi anh em. Cũng đã cố gắng dùng hết cái trình độ BK của mình rồi nhưng do đồ đạc và do các BK2 của Hạo Thiên KK đã khiến cho ma tạc không thể nào mà thể hiện tài năng của mình được anh em ạ. Bó tay đi nè, tao sẽ thấy ma tạc như chịu bó tay nè, không thể chịu đổi lượng đam gửi đến thêm. Chúng ta có thể thấy là khi mà bị bắt dính là Hạo Thiên Kaka lướt lên thêm một cái nè, canh góc rất là hay nè. Không phải đánh hai một phần mà cũng do cái lượng đam mà Hạo Thiên Kaka gây ra rất là lớn anh em, nên là ma tạc không thể nào chịu nổi. Nếu mà không thể nào kết liễu được ma tạc thì cũng khó đó anh em ạ.
tại vì đẳng cấp của Hào Thiên Cao Ca thì cấp độ đã cao rồi anh em, nên là lượng sát thương gây ra rất là lớn, lực tài to anh em ạ. BK 2 là một phần anh em, một phần cũng do đồ đạc và cấp độ nữa anh em ạ. Nếu như mà tặc mà đồ viết châu chưa chắc là Hào Thiên Cao Ca có thể ăn anh em ạ. Đó nè, mình thấy đây, hit một chết vãi thật, bó tay này 3-0 như nè. Rồi xin chia buồn cho Ma Tặc và chúng ta đã chấm dứt được cái những chuỗi series BK2 của Ma Tặc như nè. Và xin chúc mừng Hào Thiên Cao Ca với một lối đánh BK khá là hay để giúp cho anh đến đo được giải quán quân giải Võ Lâm Minh Chủ server Hành Sơn võ công truyền kỳ .net như nè. Xin chúc mừng hai cầu thủ và anh em có nhận xét gì về hai cầu thủ này và cũng như tất cả cầu thủ tham gia giải đấu Võ Lâm Minh Chủ tại server Hành Sơn võ công truyền kỳ .net, anh em có thể bình luận bên dưới video như nè. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi, hẹn anh em một video khác như nè. Xin chúc mừng Ma Tặc và Hào Thiên một lần nữa. Rồi anh em đừng quên để mình một like, một lượt đăng ký kênh để đón theo dõi các video BK tài tử game Võ Lâm truyền kỳ 1 như nè. Rồi cảm ơn tất cả anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye anh em.